Thưa quý vị, hiện tại đang vào cao điểm mua sắm Tết. Tuy nhiên, tại hội chợ Hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 ở đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, sức mua khá chậm, ít hơn so với mọi năm. Dọc các lô tại hội chợ Hoa Xuân đều dễ dàng nhận thấy mai vàng nở rộ. Cảnh sắc đẹp nhưng là nỗi lo của người trồng mai. Anh Lê Khắc Phước ở thôn 2, xã Đắc Cấm mang đến hội chợ khoảng 15 gốc mai đẹp nhất của gia đình. Cây hoa mai nở sớm trước Tết, anh đã giảm giá để lấy vốn đầu tư cho vụ sau. Tuy nhiên, việc mua bán khá chậm. Thì năm nay do là 10, do khí hậu là thêm một tháng nhuận nữa là 13 tháng. Là sức mua mà nó đã khó từ đầu đến cuối ấy là chăm sóc đã khó rồi, mà ra đây gặp nắng nữa là mình khó giữ. Sức mua thì nói chung là đào vẫn cứ hơn là mai. Không biết mai dưới kia sao, chứ mà trên đây là khó bán. Trên đây như cái vườn đây với vườn bên kia là chỉ bán ra được vài cây thôi chứ. Hội chợ Hoa Xuân thành phố Kon Tum năm nay có gần 400 gian hàng bán các sản phẩm như mai, đào, quất, cúc, hướng dương, cây bonsai. Nhiều hộ bán hoa tại đây cho biết để có được những chậu hoa cây cảnh ngày Tết mất cả năm chăm sóc, chi phí rất cao. Từ khi bày bán đến nay, sức mua chỉ dao động từ 1 đến 30%. Trong khi đó, giá những mặt hàng này ổn định so với ngày thường. Càng cận Tết, những người buôn bán kinh doanh càng đứng ngồi không yên. Tôi cảm thấy là sức hoa của năm nay sẽ hơi chậm so với các năm. Bởi vì chợ hoa năm nay sẽ mới được chuyển về đây nên mọi người chưa thể quen được, với lại năm nay sẽ có rất nhiều người bán hoa nên là thị trường sẽ khá cạnh tranh. Kinh tế thị trường của mọi người dạo này năm nay có vẻ là mọi người làm ăn không được tốt lắm. Em mong muốn là mọi người sẽ làm ăn được tốt hơn để có thể ủng hộ cho những người bán hoa như tụi em. Năm nay, người bán nhiều nên cây cảnh và hoa rất đa dạng. Hiện người dân chủ yếu đi tham quan, chụp ảnh và hỏi giá các mặt hàng, chứ chưa mua nhiều. Tôi thấy chợ hoa năm nay thì hoa đẹp, cũng nhiều loại. Nhưng mà người đi tham quan thì hơi vắng chút. Thường thì Tết tôi ít mua hoa lắm. Nhưng mà nếu như có mua là tôi mua sớm, khoảng chừng 25, 26 gì đó là tôi mua rồi. Mà năm nay Tết tôi mua hoa là tôi mua hoa mai từ quê gửi ra là tới trước cả tháng trời rồi. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì sức mua hoa tại chợ Hoa Xuân, thành phố Kon Tum khá là chậm. Nhưng mà những người mua hoa tại đây thì vẫn cố gắng để có thể chăm sóc những chậu cây cảnh, chậu hoa được tốt nhất, đẹp nhất. Qua đó thì hy vọng rằng từ nay đến ngày 30 tháng Chạp, mọi người sẽ đến thăm hoa và mua hoa nhiều hơn để họ không cần phải mang hoa quay trở lại vườn.